Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin Người Việt bốn phương của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam. Bản tin hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2019 sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Sáng 24 tháng 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào. Chung kết cuộc thi tài năng sinh viên Việt Nam tại Singapore V-Charming 2019 đã thu hút đông đảo sự tham gia của các bạn sinh viên Việt Nam tại Đảo Quốc Sư Tử. Trong tiểu mục câu chuyện cộng đồng hôm nay, xin mời quý vị đến với đại lễ mừng thọ cho các cụ cao niên tại thành phố Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bắt đầu phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng 24 tháng 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vạt Tày, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 2, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit. Ra đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn ở sân bay có ông Phan Kham Vị Phả Văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào. Nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, còn có gần 4.000 quần chúng nhân dân thủ đô Viêng Chăn và đại diện Việt Kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Lào. Tình cảm của nhân dân Lào dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam như đón những người bạn gắn bó keo sơn, những người anh em thân thiết. Quan hệ giữa hai dân tộc là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, được kết tinh bởi nhiều yếu tố, đó là láng giềng gần gũi, tương đồng văn hóa, gắn bó lịch sử, cùng chung hoàn cảnh, cùng chung chí hướng, cùng chung mục tiêu, cùng chung con đường cách mạng, đồng cam cộng khổ trong cuộc đấu tranh. Ngày nay, hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Sáng 23 tháng 2, hội chợ triển lãm Leipzig đã được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố bang Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được Đức mời tham dự hội chợ với tư cách là nước đối tác chính. Hội chợ triển lãm Leipzig được đánh giá là một trong những hội chợ uy tín và lớn nhất ở Đức, do đó sẽ là cơ hội tốt để thúc đẩy hơn nữa quảng bá hàng Việt đến với bạn bè nơi đây. Tham dự hội chợ năm nay có khoảng 1.000 đơn vị triển lãm đến từ 20 quốc gia. Là đối tác chính của hội chợ, gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam được bố trí toàn quyền sử dụng khu nhà kính, khu vực trung tâm nhất của hội chợ để trưng bày, giới thiệu, quảng bá về Việt Nam, coi đây là điểm nhấn chính của hội chợ. Hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam mang đến triển lãm các sản phẩm thế mạnh như nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, văn hóa ẩm thực, âm nhạc, da giày. Với hơn 100 doanh nghiệp và với hơn 1.000 mặt hàng để tham gia hội chợ lần này, thì tôi cho rằng đây là cái cơ hội rất là tốt để quảng bá cho các cái sản phẩm của Việt Nam đến với các bạn bè Đức, cũng đồng thời là cái cơ hội để cho các doanh nghiệp của Việt Nam, các cái nghệ nhân của Việt Nam có thể học hỏi được cái kinh nghiệm sản xuất của Đức. Việc tham gia tích cực của Việt Nam tại hội chợ lần này diễn ra ngay sau khi một cái chuyến thăm của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến Đức, trong khi đó là hai bên khẳng định đã tiếp tục thúc đẩy cái quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng và thực chất hơn. Thì tôi cho rằng đây là cái cơ hội rất là lớn để hai bên chúng ta giữa Việt Nam và Đức tăng cường hơn nữa cái quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Những năm qua, hoạt động công tác cộng đồng của chúng tôi luôn luôn gắn liền với thành phố, và cái hội chợ lại chính là cái nơi mà chúng ta truyền tải những cái văn hóa dân tộc Việt Nam đến cái hội chợ. Từ đó cho nên là thành phố luôn luôn mong muốn những ngày lễ hội, đặc biệt là những cái ngày hội chợ và cái ngày Tết của cộng đồng người Việt Nam, mang đến cho thành phố những cái bản chất văn hóa, cái sắc màu dân tộc Việt Nam đến cho người dân nước Đức. Hội chợ triển lãm Leipzig diễn ra từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, được đánh giá là một trong những hội chợ dành cho người tiêu dùng lớn nhất và thành công nhất ở Đức. Tham gia chương trình lần này, Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện để tăng cường hợp tác kinh tế song phương Việt Nam-Đức trên các lĩnh vực. Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiếu tại Đại học Quốc gia Australia, trường đại học hàng đầu của Australia và của thế giới, mới đây đã công bố một loạt phát hiện đột phá có thể giúp cách mạng hóa công nghệ năng lượng mặt trời. Trong khi đa số các nghiên cứu tập trung vào cải thiện chất lượng của phần lõi bên trong pin mặt trời, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Trọng Hiếu tập trung vào lớp màng mỏng bên trên của pin, vốn mỏng hơn vài nghìn lần so với tóc người. Lớp vỏ mỏng này dùng để dẫn điện từ pin và bảo vệ phần lõi.
Cải thiện lớp màng là một bước rất quan trọng để đạt được pin mặt trời hiệu quả cao. Theo nghiên cứu sinh Trương Ngọc Thiện, những khám phá này chắc chắn sẽ giúp sản xuất pin mặt trời silicon mạnh hơn và hiệu quả hơn, bởi các nhà khoa học đã biết cách điều khiển hàm lượng hydro bên trong lớp màng để có pin mặt trời tốt hơn. Thưa quý vị, các cựu sinh viên Việt Nam từng theo học ở trường Đại học Tohoku, Nhật Bản vừa tổ chức một chuyến thăm Việt Nam cho ban lãnh đạo nhà trường, qua đó tăng cường giao lưu hợp tác với các trường đại học của Việt Nam. Đại học Thủy Lợi là một trong những địa điểm mà đoàn đã tới thăm và mong muốn được hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng. Trường Đại học Tohoku là một trong 5 trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, nằm ở thành phố Sendai, được đánh giá là trường đại học đứng thứ 84 trên thế giới và thứ 8 ở khu vực châu Á. Sinh viên Việt Nam cũng làm nên bảng thành tích đáng nể cho nhà trường. Tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh, sau khi học tập và nghiên cứu 15 năm tại trường, đã ứng dụng thành công nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất ra sản phẩm công nghệ sinh học men vi sinh dạng nước, phá bỏ thế độc quyền công nghệ trên toàn cầu suốt 50 năm nay của tập đoàn dược phẩm nổi tiếng Sanofi. Sản phẩm này hiện nay đã được sử dụng rộng rãi và đã xuất khẩu tới 25 nước. Tôi đã học tập và làm việc ở bên trường Tohoku 15 năm. Và ở đó tôi đã học kiến thức về vi sinh, về hóa sinh, về sinh học phân tử, về lý sinh, nanomedicine nữa. Thế thì khi mà phát triển cái công nghệ của mình thì tôi cần phải vận dụng hết tất cả những kiến thức ở nhiều lĩnh vực như vậy. Việc một cựu sinh viên của trường đại học Tohoku trở thành nhà khoa học, đem lại phát minh mới, hữu ích, có tính toàn cầu là điều rất đáng quý và đáng tự hào đối với trường Tohoku. Thưa quý vị, mỗi sân chơi cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, đều nhằm mục đích khuấy động phong trào, tăng tình đoàn kết, cũng như tìm kiếm và phát huy khả năng của những gương mặt tiêu biểu người Việt, đóng góp cho công tác cộng đồng, công tác xã hội. Và mới đây, đêm gala chung kết cuộc thi V-Charming 2019 đã diễn ra tại Singapore. Đây là cuộc thi tài năng và sắc đẹp sinh viên Việt Nam do Hội Sinh viên Việt Nam tại Học viện Quản lý Singapore tổ chức, đã thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam trên quốc đảo sư tử này. Tham dự đêm gala là 6 nữ sinh tài năng nhất được tuyển chọn qua nhiều vòng thi từ các trường đại học tại Singapore. Các thí sinh đã mang đến khán trường nhiều cảm xúc khi thể hiện tài năng của mình qua giọng hát, tiếng đàn cũng như các vũ điệu sôi động. Vẻ đẹp duyên dáng của các nữ sinh được thể hiện nổi bật không chỉ qua trang phục dạ hội mà còn là phần thi ứng xử với các chủ đề thời sự gắn liền với đời sống các bạn trẻ như bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, tình yêu và hôn nhân. Kết quả chung cuộc, thí sinh Cao Anh Thư đến từ Đại học Kaplan đã giành danh hiệu cao nhất cuộc thi năm nay. Em rất là cảm thấy là vui và hạnh phúc vì những gì mình bỏ ra công sức mấy ngày qua luyện tập. Và em học hỏi được một điều là nếu mà bạn thật sự thích cái gì thì bạn nên theo đuổi nó và nên cho một cơ hội, bởi vì biết đâu được bạn sẽ chiến thắng. Tôi thấy rất là ngưỡng mộ các bạn và nó thể hiện cái sự văn hóa Việt Nam, và mong rằng các bạn sinh viên sẽ có nhiều hoạt động như thế này để mà tăng cường đoàn kết, gắn kết giữa các bạn sinh viên, thanh niên tại địa bàn Singapore cũng như tăng cường cái sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt. Đêm chung kết cũng đánh dấu sự kết thúc trọn vẹn nỗ lực trong suốt hơn 3 tháng qua của ban tổ chức, tiếp nối truyền thống hàng năm của Hội Sinh viên Việt Nam tại Học viện Quản lý Singapore trong việc mang đến một sân chơi đầy ý nghĩa cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore. Ngày 23 tháng 2 vừa qua, tức ngày 19 tháng Giêng âm lịch, đông đảo Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật tại Vác Xava và vùng lân cận đã đến chùa Nhân Hòa dự đại lễ Thượng Nguyên do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan tổ chức. Đại lễ năm nay có các chư tăng từ Việt Nam sang chứng minh. Đến dự lễ cùng bà con có đại diện Đại sứ quán và đại diện các tổ chức cộng đồng, công ty của người Việt tại Ba Lan. Đại lễ Thượng Nguyên là ngày lễ tâm linh truyền thống của dân tộc và đã được duy trì cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan nhiều năm nay với mong muốn năm mới an khang, mạnh khỏe, mọi sự hanh thông.
các chư tôn đức cùng đại diện đại sứ quán, đại diện các tổ chức cộng đồng đã thành kính dâng hương tam bảo, dâng hương tổ tiên. Đại đức Thích Trung Không đã có bài pháp thoại sâu sắc nói về lễ thường nguyên, về một số giáo lý của nhà Phật để thân tâm thường an lạc. Nghi thức cầu quốc thái dân an, cầu an đầu năm mới cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã được tiến hành trang nghiêm theo nghi lễ của Phật giáo. Sau các phần nghi lễ, các chư tôn đức, khách mời cùng các Phật tử và bà con đã được thưởng thức chương trình văn nghệ do các ca sĩ trong cộng đồng biểu diễn. Tiếp nối thành công và nhận được sự ủng hộ của đông đảo bà con trong cộng đồng, ngày 23 tháng 2 vừa qua, Chùa Phật Tích phối hợp với Hội Người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đã tổ chức đại lễ mừng thọ cho các cụ cao niên từ 70 tuổi trở lên. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống về sự hiếu kính đối với cha mẹ của người Việt Nam trên đất nước Lào. Xuất phát từ mong muốn xây dựng thêm một hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, buổi lễ mừng thọ là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo và để xã hội thể hiện sự tôn trọng, biết ơn đối với các bậc cao niên. Bởi cho dù ở đâu thì đạo lý uống nước nhớ nguồn, hiếu kính với cha mẹ, tri ân công ơn các bậc sinh thành vẫn luôn là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hôm nay đến đây tôi cảm xúc rất là tự hào và vui mừng con cháu đến đầy đủ. Cảm ơn ban tổ chức làm lễ cho hội cao tuổi. Hội người cao tuổi ở Viêng Chăn này này. Chúc sức khỏe của các cụ Việt Nam sang bên này thì tôi thấy rằng là cái đầm ấm của quê hương vẫn như là ngày xưa mình ở bên Việt Nam ạ. Nhà chùa mừng thọ lần này là lần thứ hai, nhưng mỗi lần mình được đưa mẹ mình tới thì mình thấy là rất tốt. Như thế này là mình muốn lúc nào cũng có như thế này để cho những người già được vui vẻ thêm. Tại buổi lễ tràn ngập tình yêu thương, hơn 20 cụ cao niên đã đón nhận tấm lòng hiếu kính từ con cháu, thể hiện tình cảm đối với công ơn dưỡng dục của các bậc sinh thành. Buổi lễ mừng thọ đã trở thành sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình, cũng như nhân rộng hơn nữa đạo lý kính già trọng thọ của người Việt đến với các thế hệ sau trên đất nước Lào. Chúng ta vẫn biết rằng một người xa xứ mà để gìn giữ cái văn hóa tập tục của người dân tộc Việt Nam chúng ta thì là ở tầng lớp các cụ, chứ không ai ngoài các cụ. Và chúng ta đang quan tâm đến các cụ là đang quan tâm đến một cái nền văn hóa dân tộc của chính đất nước Việt Nam chúng ta trên hải ngoại. Và như vậy thì những cái truyền thống này được các cụ cao niên gìn giữ và truyền đạt lại cho con cháu. Nối tiếp năm trước thì năm nay thì nâng tầm lên một tí là bên Thành hội phối hợp với cái ban người cao tuổi của Thành hội cùng với chùa Phật Tích để mở rộng ra các nghi lễ mừng thọ cho các cụ thì đã có cái công tác chuẩn bị từ trong năm, thì cũng năm nay cũng đã mời được các cụ rất rộng rãi để từ trong toàn bộ trong thủ đô Viêng Chăn đây để tạo ra một cái không khí của đại lễ mừng thọ được trân trọng. Với sự thành công và nhận được sự ủng hộ của đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Lào, dù mới chỉ là năm thứ hai thực hiện, nhưng buổi lễ mừng thọ được kỳ vọng trở thành nét đẹp văn hóa thường niên, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết tại thủ đô Viêng Chăn cũng như tại đất nước Lào nói chung. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vtv.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.